Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông-búc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Krông-búc tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo cáo viên quý 1 năm 2020. Chi bộ cơ quan Hội đồng Nhân dân huyện Đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội chi bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện Krông-búc nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội chi bộ thôn 3 xã Tân Lập nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ Buôn Cư Mở Tao xã E Xin tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2022. Diễn đàn Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng năm 2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông-búc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Bơn Đờ Rang. Đoàn xã Chư Bô bàn giao công trình thanh niên. Đoàn xã Bơn Đờ Rang và chi đoàn phòng cháy chữa cháy số 2 phối hợp góp công thực hiện công trình đổ sân bê tông. Hội phụ nữ huyện tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại xã Hà Sinh và tặng quà cho các hộ nghèo. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 26 tháng 3, huyện ủy Krông-búc tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo cáo viên quý 1 năm 2020. Đến dự có đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư huyện ủy, đồng chí Ajun Hờ Hương, Phó Bí thư huyện ủy, đồng chí Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông-búc thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước, cũng như cách phòng tránh trên địa bàn tỉnh và huyện. Đồng chí Lê Trung Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, triển khai công văn số 3602 ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện hướng dẫn số 7, số 8, số 9, số 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Hoàng Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, thông tin thời sự và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trong quý 1 năm 2020, đội ngũ báo cáo viên của huyện Krông-búc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tích cực tuyên truyền quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, làm cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2020 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư huyện ủy ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện trong 3 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đồng chí cũng đã yêu cầu các đồng chí báo cáo viên của huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và những diễn biến mới của tình hình trong nước, thế giới để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 4 tháng 3 năm 2020, chi bộ cơ quan Hội đồng Nhân dân thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức thành công đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ cơ quan Hội đồng Nhân dân huyện Krông-búc có 8 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, đảng viên trong chi bộ luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ do chi bộ phân công, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ và cơ quan đơn vị, tích cực nghiên cứu các văn bản tài liệu liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ quy định và lĩnh vực phụ trách để tham mưu giúp thường trực Hội đồng Nhân dân và cấp ủy chi bộ tổ chức lãnh đạo chỉ đạo điều hành các hoạt động của cơ quan kịp thời. Tập thể chi bộ cơ quan Hội đồng Nhân dân huyện luôn đảm bảo nguyên tắc phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng thời tiến hành bầu bí thư và phó bí thư chi bộ cơ quan Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2022. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 25 tháng 3, chi bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2022.
Đến dự có đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện. Chi bộ văn phòng hiện có 16 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tiếp các năm 2017, 2018 và 2019. Về dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà chi bộ văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí chỉ đạo chi bộ văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình là tham mưu tổng hợp tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, cải tiến lề lối tác phong làm việc khoa học, an toàn, nâng cao chất lượng công việc. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ, đại hội chi bộ văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã thành công tốt đẹp. Chi bộ bầu ban chi ủy mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Ini Mở Lô tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 3, chi bộ thôn 3 xã Tân Lập đã đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Tân Lập chọn làm đại hội điểm. Thôn 3 xã Tân Lập có diện tích tự nhiên là 115,56 ha, dân số 420 khẩu. Chi bộ thôn có 23 đảng viên. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi ủy chi bộ thôn 3 trong nhiệm kỳ 2017-2020, cùng với sự đồng tình ủng hộ của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong thôn, diện mạo thôn 3 đã có những chuyển biến rõ rệt về mọi mặt, cơ bản đã đạt được một số chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Mức độ phát triển kinh tế ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng một người một năm, hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,66% so với đầu nhiệm kỳ là 11%. Việc đầu tư xây dựng nông thôn mới được quan tâm, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được thực hiện tốt, đời sống văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh trật tự được đảm bảo. Nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 500 triệu đồng và tự nguyện hiến đất và ngày công để làm 4 nhánh đường bê tông với tổng chiều dài 1.400 mét. Hàng năm, chi bộ được đánh giá đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại hội cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu 3 đồng chí vào chi ủy chi bộ thôn 3, Đảng bộ xã Tân Lập khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2022. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 6 tháng 3, chi bộ Buôn Chư Mở Tao xã Ê Xin đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ Buôn Cư Mở Tao xã Ê Xin hiện có 11 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên chính thức. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức đảng đạt 100%, phát triển 3 đảng viên mới đạt 150%. Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, luôn chú trọng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ. Qua công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, năm 2017, chi bộ Buôn Cư Mở Tao đạt trong sạch vững mạnh. Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng 24 tháng 3, huyện đoàn Krông Búc đã tổ chức diễn đàn đối thoại đảng với thanh niên với đảng. Đến dự với diễn đàn có đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên là dịp để cán bộ đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giáo dục đoàn viên thanh niên về tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, trực tiếp lắng nghe, lĩnh hội nắm bắt những chủ trương của huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của huyện nhà, cũng như sự kỳ vọng của lãnh đạo huyện đối với đoàn viên thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương Krông Búc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuyên dương và nhân rộng các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong toàn huyện.
Tại diễn đàn, đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích cũng như nhiều hoạt động ý nghĩa của thanh niên toàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn rằng đoàn viên thanh niên từ huyện đến cơ sở cần chủ động hơn nữa trong mọi nhiệm vụ và công tác đoàn. Thanh niên lập nhiều thành tích hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Ban tổ chức cũng đã tuyên dương 17 cá nhân là các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến với cán bộ làm công tác mặt trận thôn buôn trên địa bàn xã Bưng Đờ Ra. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Trung tâm Y tế huyện Krông Búc đã thông tin về tình hình dịch bệnh tại địa phương trong nước và quốc tế đến các vị làm công tác mặt trận thôn buôn của xã Bưng Đờ Rang. Cùng với đó, báo cáo viên đã hướng dẫn cách rửa tay đúng cách với xà phòng và đeo khẩu trang đúng cách để hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh. Qua buổi truyền thông, các thành viên Ủy ban Mặt trận sẽ về tuyên truyền cho người dân trong khu dân cư hiểu đúng về dịch bệnh, có cách phòng tránh dịch hiệu quả nhất, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở và khu dân cư để phòng dịch bệnh. Đặc biệt, mỗi người dân cần phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tiếp xúc đông người để tự bảo vệ sức khỏe của mình, hạn chế tụ tập nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vào chiều ngày 27 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Krông Búc đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai quyết định số 904 và 963 của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo, phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ chuyên môn của Trung tâm Y tế và Phòng Y tế huyện quán triệt một số nội dung trọng tâm như triển khai quyết định 904 ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 và quyết định số 963 ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống dịch COVID-19. Thông qua thông báo số 118 ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch, công văn số 2572 ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về triển khai thông báo số 118 của Văn phòng Chính phủ, chỉ thị số 15 CTTTR của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu các địa phương áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu tham dự thảo luận để nêu và giải quyết những vướng mắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 6 tháng 3, đoàn xã Chư Bô đã tiến hành bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi trẻ em tại Buôn E Nho nhằm chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công trình khu vui chơi trẻ em được đoàn xã Chư Bô vận động các đơn vị, các mạnh thường quân đóng góp xây dựng lắp đặt. Công trình có tổng kinh phí lắp đặt là 10 triệu đồng. Công trình thanh niên được xây dựng tại hội trường Buôn E Nho, xã Chư Bô với nhiều hình thức vui chơi cho các em nhỏ như xích đu, bập bênh, cầu treo. Ngay tại buổi bàn giao, đã có hàng chục em nhỏ trong buôn đã tới cùng nhau vui chơi. Đây là công trình thiết thực giúp các em nhỏ tại các buôn thôn có thêm điểm vui chơi hữu ích. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 23 tháng 3, đoàn xã Bưng Đờ Rang cùng với chi đoàn cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã cùng với người dân thôn 13 tiến hành đổ bê tông sân hội trường thôn. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hưởng ứng đợt tình nguyện này, có hơn 20 đoàn viên thanh niên, chiến sĩ của hai đơn vị đoàn xã Bưng Đờ Rang và chi đoàn cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã bỏ ngày công cùng tham gia với bà con nhân dân trong thôn đổ bê tông sân hội trường thôn 13 với diện tích 350m2. Tổng kinh phí xây dựng là hơn 30 triệu đồng. Số tiền này được chính quyền ban thôn vận động bà con nhân dân trong thôn đóng góp 100%. Sau gần một ngày tích cực thi công, công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt vui chơi của bà con trong thôn được thuận tiện cũng như góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, vào sáng 22 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức trao tặng các trang thiết bị như xà bông rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, khẩu trang diệt khuẩn cho 30 hộ nghèo và các hội viên hội phụ nữ của xã Ea Xin, đồng thời tặng quà cho 30 hộ nghèo trên địa bàn xã. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ hội viên, hội phụ nữ đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búc đã tổ chức trao tặng các trang thiết bị như xà bông rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang y tế, khẩu trang diệt khuẩn cho 30 hộ nghèo và đông đảo chị em hội viên phụ nữ xã Ea Xin. Tại buổi tuyên truyền, các hội viên phụ nữ còn được cán bộ y tế hướng dẫn thực hiện rửa tay đúng cách, được nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh và cùng nhau tìm hiểu về các biện pháp phòng tránh dịch bệnh hiệu quả. Cũng tại buổi tuyên truyền, đại diện đơn vị hảo tâm thiện nguyện cũng phối hợp tặng quà cho 30 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ea Xin. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.